Xin chào các bác, mình là Long đến từ Đà Nẵng. Hôm nay mình tiếp tục đến với các bác một video clip để hướng dẫn cho các bác cách kết nối wifi giữa màn hình Android Ravoda với điện thoại thông minh của mình. Thì trước tiên các bác vào chiếc DVD này, các bác vào cài đặt cho mình nhé. Các bác vào hệ thống này. Ok. Trong một cài đặt này, các bác vào mục thêm cho mình nhé. Ok. Thì trên này dòng thứ hai là điểm truy cập di động này, các bác kích vào dòng thứ hai cho mình nhé. Ok, điểm phát sóng di động, wifi di động, các bác kích vào cho mình, bật lên cho mình nhé. Ok, sau đó các bác kích vào dòng thứ hai này. Ok, một là thiết lập điểm phát sóng wifi, các bác kích vào đây nhé. Ok, thì trong này có một là hiển thị mật khẩu, các bác bấm lên cho mình nhé. Đây là tên mạng này, là Ravoda R1, mật khẩu là từ 1 đến 0 nhé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Nếu các bác nào không thích cái tên này và mật khẩu này, các bác có thể thay đổi được nhé. Ok, các bác thử thay đổi được nhé. Ok, sau đó các bác lưu cho mình. Ok, sau đó các bác mở điện thoại của mình lên nha. Các bác kết nối wifi dùm cho mình nha. Một device connect to the hotspot. Ok, trên này sẽ có một là Ravoda R1 này. Ok, kích vào đây. Các bác bấm nhầm mật khẩu này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Và kết nối. Ok, như vậy là chiếc điện thoại của mình đã kết nối được với lại, đã bắt được wifi của chiếc DVD Ravoda R1. Không những một mình bắt mà có thể là những người trên xe có thể cùng bắt một mạng wifi này. Thì đây là cái tính năng mà chia sẻ wifi khi các bác đi đường xa để những người trong gia đình mình có thể giải trí được, hoặc là hành khách của mình trên xe có thể giải trí. Như vậy mình đã hướng dẫn cụ thể cho các bác cách kết nối wifi giữa màn hình DVD Ravoda với lại điện thoại. Nếu các bác có thắc mắc gì hãy comment bên dưới clip để mình có thể hướng dẫn thêm cho các bác. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video clip sau.